Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Hôm nay mình chia sẻ về cái máy cắt cỏ này. Máy không hư nhưng mà cần phải sửa. Nếu không sửa, các bạn giật từ sáng tới chiều nó không nổ là không nổ các bạn. Là các bạn biết lý do làm sao nó không nổ không? Vì cái tay ga cái nó bị gãy, cho nên là lên ga không được, kéo e không được, cho nên nó bị gãy. Bây giờ mình phải chế lại. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Máy này nhiều năm gãy tay ga, mình làm biến sửa. Mình thì chạy nổ được nhưng mà rất là khó khăn. Mình quay gần cho các bạn xem cái tay ga nó gãy như thế nào. Đây các bạn, có tay ga đây nè. Khi mà bắt đầu mình đề nổ thì mình kéo bên đây là kéo e, kéo bên e bên đây là trên đây nổ, xong mình kéo lại mức này là cho nó chạy. Đó như vậy các bạn, nó gãy làm sao mà đề được. Cho nên mình phải xài cái kềm như thế này. Mỗi lần mà mình nổ thì mình lấy cái kềm mình đè xuống. Người khác thì không thể chạy được cái máy cắt cỏ này, nhưng đối với mình thì chạy được. Thì mình dùng cái kềm, mỗi lần mình đè thì mình kéo cái kềm như thế này. Đó, nổ xong rồi mình kéo cho chiều ngược lên như vậy. Vậy các bạn, trên người khác thì không xài được đâu. Cho nên bữa nay mình sửa lại cái cần lên ga này cho các bạn xem. Bây giờ mình tháo tay ga này ra. Trong này như thế này các bạn, nó bằng cao su cho nên bởi vì nó rất là dễ gãy. Cao su thì bây giờ phụ tùng như thế này thì mình chế cũng nhiều công lắm, làm nó y như vậy cũng rất là nhiều công. Thôi thì bây giờ mình nghiên cứu cách nào để làm đơn giản, dễ xài, nhanh gọn lẹ. Bây giờ mình suy nghĩ kiếm được miếng inox 1,5 ly, rồi mình sẽ gắn cặp vào hai bên này để làm một cái cần để lên ga. Mình nghĩ như vậy để làm thử đây được rồi. Đó, xong rồi mình chia làm hai, mình để quẹo ở đây khoan lỗ để cái dạch đó các bạn kéo ra được. Mình khoan đổ xong mình gien răng và siết ốc vào.
viên răng xài ốc 4 ly các bạn. Nhà sản xuất họ đã tính rồi, xài bao nhiêu năm phải hư mình phải thay phụ tùng, cho nên nếu mà họ chế vĩnh viễn mình không bao giờ thay thì làm sao mà họ sản xuất bán được đồ. Mình cắt cái mảnh inox này mình chế nè các bạn, cho nên làm bằng inox thì nó không xét đó. Giờ mình làm xong như thế này, các bạn dòm thấy nó rất là đẹp và chất lượng cao, không bao giờ hư luôn các bạn, không bao giờ gãy luôn đó. Các bạn thấy nè, mình chế ra độ lại là chỉnh viễn luôn. Còn rin nó làm bằng cao su nó dễ gãy lắm, dặn không khéo là gãy liền. Bây giờ mình chế độ như thế này là vĩnh viễn, xài suốt đời nữa, chỉ nào cái máy hư thôi. Bây giờ bắt đầu mình ráp trở lại. Vậy mà mấy lâu nay không chịu làm biến quá, cái này rảnh mới làm đó, kéo như vậy các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận được video mới nhất hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và chúc một ngày vui vẻ hạnh phúc. Chưa làm cái này là khó đề luôn các bạn. Thì kéo e chứ.